Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Lâm Tâm Như và Hoắc Thiên Hoa lộ hợp đồng hôn nhân, viết gì mà xin nét xôn xao. Những ngày qua, công chúng xứ Đài không khỏi xôn xao trước tuyên bố ly hôn giữa Từ Hy Viên và ông xã doanh nhân Uông Tiểu Phi sau hơn 10 năm kết hôn. Ngay sau khi tin tức về vụ ly hôn của Từ Hy Viên được công bố, một số cặp đôi nổi tiếng khác cũng bị gọi tên, trong đó đáng chú ý nhất là Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa. Theo một bài viết mới đây được đăng tải trên trang Baijiahao, một nguồn tin tiết lộ về bản thỏa thuận tiền hôn nhân giữa Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa. Bản thỏa thuận này được cho là có lợi nhiều cho công việc của Lâm Tâm Như, ngay cả khi sau kết hôn. Cụ thể, Lâm Tâm Như sẽ tiếp tục làm việc trong ngành giải trí thay vì ở nhà làm một bà nội trợ, hỗ trợ và chăm sóc con cái. Đối với điều này, nhiều người cho rằng Lâm Tâm Như đã suy nghĩ cũng như tính toán rất kỹ, nếu không sẽ chẳng quyết định cùng Hoắc Kiến Hoa ký bản thỏa thuận tiền hôn nhân. Trong suốt những năm qua, vợ chồng Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa liên tục dính tin đồn ly hôn, thậm chí là bạo hành tới mức nhậm viện. Tuy nhiên, tới cùng cả hai vẫn thường xuyên cho công chúng thấy được vô số những khoảnh khắc hạnh phúc và tình cảm. Điều đó như một lời phủ nhận chắc nịch liên quan tới tin đồn ly hôn vẫn đang lan truyền trên mạng xã hội. Bên cạnh đó, trang 163 vừa có một bài viết chia sẻ loạt ảnh không Photoshop của Lâm Tâm Như trong sự kiện ra mắt phim gần đây. Nữ diễn viên gây bất ngờ khi để lộ nhan sắc thật sự, khác xa so với những tấm hình lung linh thường xuyên được chia sẻ trên mạng xã hội. Không khó có thể nhận ra, làn da nhăn nheo xuất hiện nhiều quanh khuôn miệng. Đáng chú ý, Lâm Tâm Như có một tấm hình chụp ở góc độ thẳng. Trong khoảnh khắc cười hết cỡ, người đẹp không chỉ làm lộ phần da nhăn mà cả hai bên gò má nhô ra ngoài. Điều này càng khiến fan giật mình trước nhan sắc của Lâm Tâm Như. Được biết, Lâm Tâm Như chuẩn bị cho lên sóng bộ phim Hoa Đăng Sơ Thượng, phim kinh dị về án mạng, do chính cô đóng chính và giữ vai trò sản xuất. Tác phẩm lấy bối cảnh Đài Bắc thập niên 1980, người đẹp 46 tuổi vào vai Rose, bà chủ hộp đêm giỏi giang, làm việc vừa dứt khoát vừa tỉ mỉ, quản lý nhận tiếp viên xinh đẹp. Những người ở hộp đêm vừa có mối quan hệ chị em thân thiết, lại vừa ngầm tranh đấu dữ dội. Họ vướng vào một vụ án về cô gái đi giày đỏ, bị cảnh sát điều tra. Lâm Tâm Như cho biết, nhân vật Rose dám yêu dám hận, cô độc khác biệt các vai diễn trước đây của cô. Cả Rose và những người ở hộp đêm đều mang vẻ ngoài bí ẩn. Lâm Tâm Như thích kịch bản vì yếu tố hồi hộp, bất ngờ, nội dung khó đoán. Cô nhận xét kịch bản tạo cơ hội cho các diễn viên phát huy khả năng diễn đạt, sự biến hóa nội tâm. Phim bấm máy tháng 9 năm 2020 và hoàn tất ghi hình hồi tháng 1. Với vai trò nhà sản xuất, Lâm Tâm Như nói chú trọng đầu tư bối cảnh, trang phục, tái hiện khung cảnh và con người Đài Loan cách đây hơn 3 thập niên. Trong tổng số trang phục dàn diễn viên mặc hơn 1.000 bộ, trước khi quay, Lâm Tâm Như và các diễn viên đóng nhân viên của hộp đêm còn thực tập tại một khách sạn kiểu Nhật, học cách rót rượu, dùng bật lửa, cách cúi đầu chào khách. Phim do Liên Dịch Kỳ đạo diễn, dàn diễn viên gồm Dương Cận Hoa, Dương Hữu Ninh, Lưu Phạm Ngôn, Quách Tuyết Phù, Tạ Hân Dịnh, Tu Kiệt Khải. Ở tuổi 45, Lâm Tâm Như có trong tay sự nghiệp rực rỡ và một gia đình hạnh phúc, niềm ao ước của nhiều đồng nghiệp trong giới. Trong một cuộc phỏng vấn, Lâm Tâm Như tiết lộ con gái thường xuyên sinh mẹ sinh thêm em. Nữ diễn viên mua nhiều búp bê cho con, nhưng cô bé muốn có em thật. Lâm Tâm Như tâm sự, cô thích nhất là những ngày rảnh rỗi ở nhà, chồng con ngủ còn bản thân xem phim, uống một chút rượu. Những lúc đó, nữ diễn viên vừa thảnh thơi vừa có cảm giác an toàn. Đó là sự ấm áp mà khi còn độc thân tôi không có được, Lâm Tâm Như nói. Thời gian qua, Phạm Băng Băng và Triệu Vy liên tục vướng vào bê bối rúng động làng giải trí. Lúc này, Lâm Tâm Như cũng bị réo tên vì cả ba từng hợp tác ăn ý trong Hoàn Châu Cách Cách. Đối với Triệu Vy, theo Sina, giới chức Trung Quốc đang tiến hành đợt truy quét lớn nhất từ trước tới nay với nghệ sĩ vướng bê bối trong showbiz. Mục đích của việc này nhằm thanh lọc và trả lại môi trường nghệ thuật lành mạnh. Triệu Vy là người mở màn cho vụ xử lý mạnh tay của cơ quan quản lý. Tối 26 tháng 8, nhiều nền tảng video như EQG, Tencent Video đồng loạt xóa tên Triệu Vy cho từ khóa tìm kiếm. Các tác phẩm kinh điển cô từng tham gia như Hoàn Châu Cách Cách, Tân Dòng Sông Ly Biệt, Kinh Hoa Yên Vân cũng lần lượt bị gỡ xuống. Đại diện giới chức chưa đưa ra thông báo chính thức sau vụ việc trên. Hiện có hai nguồn tin suy đoán về sự sụp đổ của cô. Một là những vết nhơ trong quá khứ bị đào bới lại như dính bê bối chính trị, gian lận kinh tế, dùng tên tuổi và địa vị của mình chèn ép nhiều người. Lý do thứ hai được đưa ra là Triệu Vy nằm trong nhiều nhóm lợi ích,
Ngoài King Queen, cô còn là đồng minh với tỷ phú Jack Ma và nhiều doanh nhân quan chức cấp cao. Gần đây, một người trong nhóm là Chu Giang Dụng, bí thư thành ủy Hàng Châu, bị dính chàm. Nữ diễn viên do đó cũng bị sụp đổ. Từ thời điểm mùa nào xảy ra, Triệu Vi vẫn giữ động thái im lặng. Các tin đồn về nữ diễn viên cũng dấy lên như đang bị điều tra kín hoặc đã bỏ trốn sang Pháp. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp thân thiết như Diva Phương Vi không liên hệ được với cô. Trong khi đó, một số tên tuổi khác như Huỳnh Hiểu Minh, Dương Tử, Dương Mịch lặng lẽ xóa hoặc ẩn những bài viết liên quan với én nhỏ để tránh bị liên lụy. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.